Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Thời gian qua, dù đối mặt với những khó khăn thách thức trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mặt trận và các đoàn thể quận Hải Châu không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, công tác tuyên truyền được đổi mới, công tác bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực hoạt động được quan tâm. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác mặt trận từ phường đến khu dân cư luôn được đề cao, qua đó phát hiện và giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc của nhân dân. Năm 2022, Mặt trận quận Hải Châu tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, tạo hiệu ứng lan tỏa tại các địa bàn dân cư, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu đã trao học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Nguồn quỹ chương trình được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức cá nhân mạnh thường quân trên địa bàn quận.